Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhấn Mình và hôm nay chúng ta cùng làm quyển vở tập tin học 4, bài 12A, thực hành sử dụng công cụ đa phương tiện. Bài 1, hãy ghép mỗi chức năng ở cột bên phải với một nút trên thanh điều khiển của phần mềm. Xem video tương ứng ở cột bên trái. Nút thì nó ở trong hình sau nha các bạn. Câu A chúng ta có sẽ là nút tự động chạy nấm lại nha. Câu B thì nó sẽ là nút bật tắt âm thanh nha các bạn. Còn nút C sẽ là nút chạy video. Nút D là nút điều chỉnh âm thanh. Bài 2, hãy ghép mỗi chức năng ở cột bên phải với mỗi nút trên thanh điều khiển của phần mềm. Xem video tương ứng của cột bên trái. Thì đây, nút ở đây sẽ ở trong hình này nha các bạn. Câu A chúng ta có, đây sẽ là nút xem đoạn video phía trước. Còn câu B sẽ là nút tạm dừng video. Câu C sẽ là nút xem đoạn video tiếp theo nha các bạn. Và chúng ta hãy xem video Thần thoại sử Việt, giai thoại lịch sử Hai Bà Trưng trên kênh YouTube và trả lời các câu hỏi từ 3 đến 6 theo địa chỉ. Thì đây là chính là cái video giai thoại lịch sử Hai Bà Trưng. Và các bạn sẽ tự xem video này nhé. Và các bạn có thể tìm kiếm trên địa chỉ thời xưa, nước ta bị nhà Đông Hán đô hộ và chia ra thành 3 quận để dễ bề cai trị. Chúng nấu chạy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu bài 3, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống lại triều đình phong kiến phương Bắc nào? Thì đáp án đúng ở đây sẽ là nhà Hán nha các bạn. Thái thú Quận Giao Chỉ bị Hai Bà Trưng đánh đuổi, phải cắt tóc, cạo râu bỏ chạy lên phương Bắc trốn về nước là ai? Đó là Tô Định nha các bạn. Câu 5, Hai Bà Trưng đã cai trị đất nước được trong bao lâu? Thì Hai Bà Trưng đã cai trị đất nước trong 2 năm nha các bạn. Bài 6, viên tướng nào triều đình phương Bắc cử sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng? Đó là Mã Viện nha các bạn. Bài 7, hãy xem video origami hướng dẫn cách gấp con rồng đơn giản. Bài 2, origami dragon này nha các bạn. Theo địa chỉ https://www.youtube.com/watch đây để học và tập gấp giấy theo phương pháp gấp giấy Nhật Bản origami tạo hình con rồng. Thì chúng ta sẽ cùng lên mạng nha các bạn. Đây thì đây là cái video origami nha các bạn. Đây là cái video dẫn gấp con rồng origami này bằng giấy nha các bạn. Đó thì các bạn sẽ xem video này và học cách gấp rồng origami bằng giấy nha. Rồi, bài 8, nhiều bạn không thuộc đủ cả hai đoạn của bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. Em hãy tìm bài hát này trên Internet bằng cách lấy tên bài hát là từ khóa vô và cùng nhóm bạn tập hát cả hai đoạn của bài hát đó. Đây, chúng ta sẽ cùng lên Internet tìm hiểu nha các bạn. Đây, thì ở đây các bạn thấy trên Internet thì chúng ta có thể vào Internet như thế này. Đây nha các bạn. Còn những bài trước mà chúng ta phải vào, người ta yêu cầu vào YouTube nên chúng ta cần vào YouTube nha các bạn. Đây là bài Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. Đó. Thì bài này các bạn sẽ xem cùng các bạn và cùng các bạn tập hát theo yêu cầu của đề bài nhé các bạn. Bài 9,
Em hãy xem video What is Multimedia. Địa chỉ là https://www.youtube.com/watch và mô tả lại đa phương tiện bao gồm những gì. Đây, chúng ta cùng xem cái video này nha các bạn. Ở đây chúng ta cần xem trên YouTube nha. Đó, đây là video What is Multimedia nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Multimedia. Đó. Đây. Let's find out. Thì đây, bây giờ thì các bạn sẽ xem cái video này và mô tả lại các đa phương tiện có bao gồm những gì nha các bạn. Bài 10. Em hãy tạo ra một sản phẩm đa phương tiện bằng cách thêm một đoạn bài hát Em yêu trường em vào một trang trình chiếu có hình ảnh ngôi trường của em. Thì đây, bây giờ chúng ta cùng thực hành nha. Đầu tiên, chúng ta cần lên mạng search đây nha các bạn. Chúng ta sẽ search là bài bài hát Em yêu trường em này các bạn. Các bạn thấy, chúng ta có thể tải những bài này về nè. Đây, chúng ta có thể tải những bài này về. Đó, đây chúng ta sẽ tải video này về nha. Đây thì các bạn sẽ tải video này về để có thể xem, để có thể làm một bài trình chiếu có video có file âm nha các bạn. Thì đây mình đã tải bài này vào download rồi nha các bạn. Đó, đây và đây là bài trình chiếu của mình, đây là bài trình chiếu của mình nha các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có đây, thì để chèn file âm vào đây chúng ta sẽ vào phần đây, chúng ta sẽ vào cái phần record này và vào audio, chọn audio on my PC và chúng ta lấy cái file âm Em yêu trường em này của chúng ta nhá. Đó, chúng ta sẽ được cái này. Đây, bây giờ chúng ta có thể chạy cái file âm này và trình chiếu nó lên này các bạn. Đó, bây giờ chúng ta có thể trình chiếu và chạy những cái file âm này nha các bạn. Đó, vậy là mình đã xong bài 10. Chúng ta đã làm xong cuốn vở tập tặng tin học 4 bài 12A, thực hành sử dụng công cụ đa phương tiện. Và xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.